Làm cách nào để có chút may mắn, làm giàu nhanh, thành công dễ? Để có chút may mắn, làm giàu nhanh và đạt được thành công dễ dàng, bạn có thể xem xét những yếu tố sau. Đầu tư vào bản thân, hãy học hỏi và nâng cao kỹ năng của bản thân sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Xác định mục tiêu rõ ràng, có một kế hoạch cụ thể với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn giúp bạn có định hướng rõ ràng hơn. Kết nối với người khác, xây dựng mạng lưới quan hệ rộng rãi có thể giúp bạn nhận được những cơ hội tốt và hỗ trợ trong sự nghiệp. Chấp nhận rủi ro có tính toán, đôi khi, việc tìm kiếm quỹ đầu tư mạo hiểm trong khởi nghiệp có thể mang lại lợi nhuận lớn. Tìm kiếm cơ hội, luôn luôn quan sát và tìm hiểu về các xu hướng mới, lĩnh vực tiềm năng có thể đầu tư. Giữ thái độ tích cực, niềm tin vào bản thân và thái độ tích cực có thể thu hút những điều tốt đẹp đến với bạn. Làm việc chăm chỉ, không có con đường nào dễ dàng để thành công. Bạn cần làm việc hết sức mình để đạt được mục tiêu. Chú trọng đến tài chính cá nhân, học cách quản lý tài chính một cách thông minh để biết khi nào nên đầu tư, tiết kiệm và tiêu dùng. Tìm kiếm mentor, người hướng dẫn có kinh nghiệm có thể giúp bạn rút ngắn thời gian đạt được mục tiêu và tránh những sai lầm. May mắn đôi khi cũng có vai trò quan trọng, nhưng sự kiên trì, nỗ lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn nắm bắt được cơ hội khi nó đến. Quý vị và các bạn đang nghe Cải Thiện Cuộc Sống, nhớ like và share để nghe những video phát triển sự nghiệp kế tiếp. Chúc khỏe mạnh, giỏi giang, may mắn và thành công.